người nha, mình là Duy Khả đây. Chúc tất cả mọi người một ngày mới học tập và làm việc vui vẻ nha. Hôm nay thì một ngày dạy khá là sớm mọi người. Giờ mới khoảng 6 giờ sáng. Hôm nay mình sẽ có một chuyến đi cùng tắm với ông Vàng An Thơ và các câu lạc bộ từ Sài Gòn đến Đắk Lắk. Và thì hôm nay mình đi theo đoàn để mình quay lại những phòng khách phát quà cho bà con nằm ở trường Sông Lan, xã Đức Linh, huyện Công Giai Đoàn, tổng giá lại 300 xuất quà cho hộ đồng bào nghèo trong đó, với lại kèm theo 150 phần quà cho các em học sinh trường mẫu giáo này nha anh em, với cái chương trình tên đó là Sự Ấm Mùa Đông 2019 nha. Ok mọi người đi theo mình nha. A few minutes later. Thì giờ mình sẽ lên và dẫn đoàn đi nha mọi người. Đây là đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh vào, nên là giờ mình sẽ dẫn đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh đi vô trước. Và tí nữa thì đoàn của Tấm Lông Vàng An Khơ thì sẽ vào sau nha mọi người. Ok mọi người. Hiện tại đoàn đang nghỉ chân tại khách sạn Đại Lợi chỗ này. Giờ có chắc hay là gì nữa không chú? Ý là giờ có làm thêm nữa hay là đi luôn là không? Dạ dạ. Dắt xe để luôn phải không? Dạ. Dạ. Giờ vô đó khoảng sáu chục cây, mà nói chung đường dở lắm. Nay thì dở, hồi trước khó. Nay thì bê tông rồi, tới táo đá luôn rồi. Dạ. Đường rộng hả? Dạ, đường khoảng được 4m 4,5m. Nhỏ hơn đây một chút mà bình thường sao hết. Nói chung là chỉ có đoạn cuối là lên cái đèo, lên cái dốc thì cao thôi. Còn đường bây giờ vô là thẳng thẳng vậy đi, không có sao hết. Vậy là lát vòng đường nào? À, lát vòng ra cái bùng binh ngay chỗ công viên này. Dạ dạ dạ. Đi lên đây. Dạ. Ok mọi người thì đứng chỗ này đang đợi đoàn ra mình dẫn đi nha mọi người. Còn đoàn bên thị xã, còn đoàn bên Tấm Lông Vàng thị xã An Khơ thì tí nữa chắc vào sau. Đi con gì rò á. À dẫn được, tại vì đi đường lối nó đẹp nè. Mà thôi đi đường đó không được. Đi đây đường lối đi. Dạ dạ, ấy là đi đường này luôn đúng không? Ừ. Ấy là đi đường nào cũng được, mà đi đường này là đường này đừng
Đường nào cũng được. Đây không dí á. À, ok. Nói chung là tới chỗ đoạn kia là cứ đi thẳng thôi, cứ đi theo con đi từ từ rồi. Rồi cứ lên xe đây.
chưa, nếu mà tra cho khoảng số cho thành 9:30 á. Trời, 10:30 qua chắc xíu nữa qua dạy qua thác 9 tầng nữa trời là được, chứ 10:30 chắc không biết còn người kiều không quá. Cứ giờ nào xong chạy qua. Tập trung rất đông nha mọi người.